Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình, người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên. Vâng, đó là câu cửa miệng và cũng là nét đẹp của con người Kinh Bắc. Ngay sau đây, xin kính mời cậu đoàn trở về miền quan họ yêu thương ấy để hiểu thêm về nét đẹp mang đậm chất trữ tình qua ca khúc Về Kinh Bắc qua sự thể hiện của chị hai Thanh Nga. Thank you.
nỗi.